Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa có một chuyến đi công du khá lặng lẽ và chứa đựng một hàm ý nào đó đến Cộng hòa Séc từ ngày 22 đến 24 tháng 10. Được báo Đảng mô tả là theo lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava Vojtěch Filip. Tại Séc, Trần Quốc Vượng đã có những cuộc gặp với một số quan chức bậc trung cao của Séc như Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc, đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Jan Hamáček, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Karel Haříček, hội đàm với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Séc Morava nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc thực chất, hiệu quả và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, đã không có tin tức nào về việc Trần Quốc Vượng tiếp xúc với cấp cao hơn, cấp Phó Thủ tướng, với nhân vật có quyền lực đứng thứ hai trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả như vậy là hơi đáng thất vọng. Kể từ khi Trần Quốc Vượng được Nguyễn Phú Trọng bố trí vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được đôn lên chức Thường trực Ban Bí thư để trở thành nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản. Đây là một trong hiếm hoi lần ông ta xuất hiện ở nước ngoài trên danh nghĩa quan hệ kênh đảng. Nhưng mục đích chuyến thăm Séc vào lần này của Trần Quốc Vượng là khá chung chung và trừu tượng. Phải chăng bên cạnh đó là một mục đích nào khác? Rõ ràng là Trần Quốc Vượng được cho xuất cảnh phải nhận được sự chuẩn y của Nguyễn Phú Trọng hoặc do chính Trọng có chủ ý như vậy. Chuyến xuất khẩu hình ảnh của Trần Quốc Vượng tại Cộng hòa Séc diễn ra trong bối cảnh Đảng Cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 12 vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, mà nhiều khả năng sẽ chốt danh sách sơ bộ các ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13. Chuyến đi này cũng nằm trong bối cảnh Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đang có những dấu hiệu suy yếu sức khỏe khá rõ ràng, không thể đi Mỹ gặp Trùm và thậm chí khó lòng trụ nổi đến Đại hội 13. Cần nhắc lại, đa phần những luồng dư luận từ thông tin không chính thức sát Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 2019 đều xác nhận về vị thế ứng cử viên số 1 không mấy suy xuyển cho ghế Tổng Bí thư của Trần Quốc Vượng. Hiện là Thường trực Ban Bí thư và được xem là người được Nguyễn Phú Trọng sủng ái nhất, thậm chí còn được cho là bản sao của Nguyễn Phú Trọng về mặt tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đường lối đu dây không mệt mỏi giữa Trung Quốc và Mỹ và tính cách thâm trầm dạn dày kinh nghiệm càng cùng với thủ đoạn chính trị. Thông tin không chính thức là một khái niệm mới của Đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ đảng tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận, nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan chức năng nào của đảng hay chính quyền thừa nhận. Ngoài Trần Quốc Vượng, hai ứng cử viên Tổng Bí thư còn lại là Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2017, Ngân và Phúc đã dồn dập đi châu Âu, đặc biệt là các nước Tây Âu, nhằm vận động cho Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu EFTA. Sau những hình ảnh về nhiều bộ áo cánh diêm dúa của Nguyễn Thị Kim Ngân được phô bày lạ lướt hay tiếng nổ vang trời của Thủ tướng Phúc cho bọn phản động dã rời tay chân luôn ở vùng Đông Âu, cả hai nhân vật này đều thu lượm kết quả đánh bóng không quá tệ trên mặt báo đảng về vận động EFTA thắng lợi, mà loại thành tích như thế lại đặc biệt có ích khi cần vận động tranh cử chức Tổng Bí thư. Trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng đứt gánh giữa đường và nếu Đại hội 13 xếp cả ba trường hợp Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân dù quá tuổi quy định là 65 vào trường hợp đặc biệt và do đó được ở lại, việc phân cao thấp trong cơ chế tam trụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hoặc tứ trụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ khá phức tạp giữa những người này. Cơ chế tứ trụ chỉ hình thành với điều kiện phải có thêm một nhân vật nữa trong Bộ Chính trị ngồi lên, người đó phải là Trương Hòa Bình, hiện thời là Phó Thủ tướng Thường trực. Bình cũng có thể được xếp vào trường hợp đặc biệt. Khi đó nếu Vượng là Tổng Bí thư, Ngân làm Chủ tịch nước, hai ghế còn lại là Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ do Phúc và Bình chia nhau.
Vào kỳ họp tháng 10 và 11 của Quốc hội Việt Nam, một bộ phận dư luận xã hội đang lay lắt hy vọng về thái độ của cơ quan được xem là dân cử tối cao này đối với Trung Quốc, rằng gần 500 nghị gật sẽ được hoan nghênh hay đáng bị dân chúng nguyền rủa nếu một lần nữa không dám mở miệng mà cũng chẳng dám hé răng về một nghị quyết Biển Đông. Và cũng đừng lấy việc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vừa rút về nước để né tránh nghĩa vụ chính trị của Quốc hội. Khung đồ thị với trục hoành biểu thị mức hèn nhát và trục tung biểu thị độ can đảm, hoặc chính xác là đỡ hèn hơn, đã lần đầu tiên sau nhiều năm trời ghi nhận đường biểu diễn can đảm có một chút ngóc đầu khỏi trục hoành để hướng lên trục tung. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, vấn đề Biển Đông được đưa vào nghị trình làm việc của Quốc hội. Vào ngày 21 tháng 10, khi khai mạc kỳ họp Quốc hội, cơ quan thẩm tra Quốc hội lần đầu tiên lên tiếng công khai việc xảy ra vi phạm của các tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua là rất nghiêm trọng. Thế nhưng đó chỉ là cú ngóc đầu lên một chút khỏi cái trục hoành mà đã từ quá lâu úp mặt xuống đó. Người ta có thể nghi ngờ rằng tại sao sự lên tiếng trên lại dồn dập vào thời cơ mà cơ quan thẩm tra của Quốc hội chứ không phải được phát ngôn thẳng xương sống bởi chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cũng chẳng người dân nào quên rằng nếu trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã xông thẳng vào Biển Đông như một cái tát nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Nguyễn Thị Kim Ngân đã không há nổi miệng và cũng chẳng hé ra được nghị quyết nào về Biển Đông, thì năm 2019 còn tồi tệ hơn, trong khi bà Ngân mắt liếc mày cong với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cả một khái niệm cực kỳ trừu tượng và bỉ bôi là đại cục, cái bóng ma Hải Dương 981 lại hiện hình trên Biển Đông. Nhưng ngay cả thế, từ khi chia tay Tập Cận Bình đến nay, Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn không thốt nổi một lời nào về phản đối Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ lặp lại trơn tuột cụm từ không bao giờ nhân nhượng đối với các vấn đề độc lập chủ quyền khi ông ta cúi mặt đọc báo cáo trước nghị trường. Vào đầu tháng 10 năm 2019, mạng xã hội từng sôi lên khi Thủ tướng Phúc dù đã dám hé răng về căng thẳng Biển Đông nhưng lại không đủ can đảm nêu tên Trung Quốc. Song những con cừu Việt lại thật đồng lòng trước nỗi sợ của Trung Quốc và chẳng có con cừu nào bị rơi vào trạng thái tuyệt đối cô đơn. Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2019 đã có một cơ hội dành cho tân thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Việt Nam để cầu cứu cộng đồng quốc tế hỗ trợ vụ khủng hoảng bãi tư chính. Thế nhưng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lại chỉ ấp úng các bên liên quan về căng thẳng ở Biển Đông mà không một lần dám nhắc đến cái tên tàu Hải Dương 8 hay kẻ nào đứng sau hoạt động thách thức của tàu này, và cũng rất đồng điệu với Nguyễn Xuân Phúc không một lần mình dám nhắc đến cái tên Trung Quốc. Thái độ cúi đầu cam chịu ấy đã khiến Minh cùng sếp của ông ta là Nguyễn Phú Trọng bị mạng xã hội chỉ trích và lên án dữ dội. Toàn bộ chứng tự kỷ chính trị câm nín ấy diễn ra trong bối cảnh đã gần 4 tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm bãi tư chính như vào chốn vô chủ quyền, nhưng lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó, toàn bộ chóp bu Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống vẫn kiên định cầm như hến mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới văn rốt võ rát này dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Dù kéo dài trong suốt một tuần lễ, Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 2019 đã chỉ như mê nhảm khi Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc hội nghị với sự lồng ghép câu thần chú: kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Sau khi đã phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 bằng cách thập thò phân tích dự báo tình hình Biển Đông, cử động thập thò trên đã chỉ hiện ra sau một làn sóng chỉ trích trọng xuất hiện trong nội bộ đảng và càng sôi sục hơn về ý chí hèn với giặc, ác với dân trong dư luận xã hội.
Thế nhưng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không bao giờ nhân nhượng là tất cả những sáo ngữ hiếm hoi mà Nguyễn Phú Trọng dám mở miệng trong khi tuyệt đối khép miệng về hai cái tên Bãi Tư Chính và Trung Quốc. Chủ nào tớ nấy, đến giờ thì những người và người ta có thể hiểu vì sao Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng một lô một lốc tướng quân đội mà theo mô tả của tướng Lê Mã Lương là chỉ giỏi, nhiều tiền và không biết đọc bản đồ thực địa, đã chỉ biết lặp tới lặp lùi những cụm sáo ngữ của Trọng, hệt như học sinh lớp cơm nát mở miệng tập nói. Và không biết vô tình hay hữu ý, đúng vào ngày khai mạc kỳ họp hội nghị 21 tháng 10 lại có đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc như không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc 6 tàu ngầm lớp kilo của Hải quân Việt Nam được cho là còn phải đi chống ngập ở Hà Nội và Sài Gòn, còn các tàu chiến khác, kể cả tàu buồm hiện đại nhất thế giới mang tên Lê Quý Đôn tuyệt đối mất dạng, phần lớn lực lượng Hải quân Việt Nam vẫn phủ phục trong tư thế bất lực và kiên định bám bờ. Còn viên đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến vừa bị khởi tố bởi tội ăn đất, các tàu Trung Quốc đã thả giàn khoan tung hoành ở Biển Đông và ngay trong vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Vậy nếu nổ ra tình huống xấu nhất với Trung Quốc, Hải quân Việt Nam sẽ đánh trác ra sao? Sẽ tiếp tục phát cờ cho ngư dân để thuyền ra biển lớn và lại khiến rộ lên câu vè dân gian chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động? Ngay trước mắt động tác của đoàn của Bộ trưởng không biết đọc bản đồ thực địa Ngô Xuân Lịch đi Trung Quốc tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 đã gián tiếp trả lời câu hỏi Quốc hội liệu có ra nghị quyết về Biển Đông hay không. Thậm chí ngay cả trong trường hợp lòng can đảm nhích lên một chút theo trục tung để Quốc hội Việt Nam trưng ra một nghị quyết về Biển Đông trong kỳ họp tháng 10-11 năm 2019 cũng chẳng có gì bảo đảm là trong tờ giấy đó có được cụm từ Bãi Tư Chính, càng không hy vọng nào rằng tờ giấy ấy sẽ dám đả động đến cái tên Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Đồng thời hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.